Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Vi Giang, thị trấn Sa Giang, huyện Hà Phố, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Trong vụ án ngày hôm nay, chúng ta lại hướng về một góc độ khác đi một chút, không thiên về phá án, không thiên về DNA hay các công nghệ trả án, cũng không có nhiều nghi phạm. Nhưng nó sẽ đi sâu vào câu chuyện sau đó của những người có liên quan tới vụ án này và hiểu được cuộc sống của họ như thế nào sau khi người thân của họ không kiềm chế được bản thân. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Trên màn hình của các bạn là thời điểm tháng 11 năm 2023. Ở đây bây giờ nhà cửa san sát, nhưng nhiều năm về trước, vị trí mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình chỉ là một con đường nhỏ và cây mương. Vào một đêm khuya đầu tháng 7 của 27 năm về trước, ở đây đã từng xảy ra một vụ án mạng. 27 năm qua là một khoảng thời gian rất dài, tuy nhiên vụ án mạng khi đó xảy ra ở đây vẫn còn nhiều người nhớ tới, bởi vì gia đình nạn nhân vẫn còn sinh sống ở đây. Nhưng khi nhắc đến chuyện đó, người dân địa phương đa số đều né tránh, lắc đầu nói không biết, hoặc những người già thì nói lâu quá rồi, không còn nhớ rõ nữa. Dường như họ không muốn bàn tán với người lạ và kể cả lực lượng cảnh sát khi tới lấy thông tin vụ việc, bởi vì hệ lụy và bi kịch của nó gây ra cho những người thân của nạn nhân và hung thủ là quá lớn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu sự việc này với Duy nhé. Một buổi sáng sớm, ngày 2 tháng 7 năm 1996, anh A Phúc, một người dân thôn Vi Giang, thị trấn Sa Giang, huyện Hà Phố, tỉnh Phúc Kiến, được phát hiện nằm gục ở ven đường trong thôn, tình trạng thương tích đầy mình. Chiếc xe máy của nạn nhân đổ ngay cạnh đó, nạn nhân đã tử vong ở hiện trường. A Phúc năm đó 32 tuổi, là cha của ba đứa con nhỏ, hai gái một trai. Công việc chính của A Phúc cũng giống như hầu hết người dân địa phương là dựa vào việc nuôi hảo, trồng rong biển để duy trì cuộc sống gia đình. Vào ngày xảy ra vụ việc thì vợ và con gái lớn cùng con trai út của A Phúc đã về nhà ngoại chơi. Chỉ có A Phúc và con gái nhỏ Tiểu Lệ ở nhà. Các bạn đang xem cuộc phỏng vấn cô bé Tiểu Lệ ở thời điểm sau này. Nhưng lúc mà xảy ra vụ án thì Tiểu Lệ mới có 5 tuổi thôi. Nên ấn tượng của Tiểu Lệ lúc đó và đến tận sau này chỉ là vào buổi tối hôm trước khi xảy ra chuyện thì bố cô ấy sau bữa cơm tối có mua một ít hoa quả rồi đưa cho con gái, nói là con ăn đi, ở nhà ngoan nhé, bố đi có công việc. Sau đó thì A Phúc đi ra ngoài. Lúc đó cô bé 5 tuổi cũng không biết bố ra ngoài làm gì, nhưng bố đi cả đêm không về. Đến sáng sớm hôm sau khi mới thức dậy, cô bé mới nghe những người hàng xóm bàn tán xôn xao. Và một người hàng xóm đã nói với Tiểu Lệ là bố của cháu chết rồi. Tiểu Lệ vội vàng chạy theo hướng chỉ của người hàng xóm. Khi đến nơi thì thấy hàng xóm đứng chật kín và mẹ đang gào khóc trong đám đông. Tiểu Lệ nói khi đó cô ấy còn chưa tròn 5 tuổi, ký ức đến giờ về việc đó cũng rất mơ hồ. Trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là hình ảnh hiện trường ở thời điểm xảy ra vụ việc vào năm 1996. Sáng sớm hôm đó, người dân phát hiện A Phúc nằm ở ven đường trong thôn, đã tắt thở với nhiều thương tích nghiêm trọng, máu loang đẫm xuống đường. Những người này liền chạy tới nhà A Phúc thì cửa khóa trong, Tiểu Lệ chưa ngủ dậy. Sau khi hàng xóm của A Phúc cho biết là vợ của A Phúc đưa hai con về ngoại hôm trước, thì họ đã cùng nhau tới nhà ngoại của vợ A Phúc để báo tin. Cô Lưu, vợ A Phúc kể lại sự việc. Năm 1996, khi xảy ra chuyện, tôi 30 tuổi, còn chồng tôi khi đó 32 tuổi. Sáng sớm ngày mùng 2, người làng đến gọi tôi, nói là chồng tôi đã chết rồi. Nghe vậy lúc đó tôi ngất xỉu luôn, phải sức dầu và ấn vào huyệt nhân trung. Một lát sau tôi mới tỉnh. Tôi vội vàng chạy tới xem tình hình chồng mình thế nào. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát địa phương và bác sĩ pháp y đã lập tức tới hiện trường. Đây là bản đồ hiện trường nơi nạn nhân gặp nạn được cảnh sát vẽ lại. Bác sĩ pháp y có mặt tại hiện trường khi đó nói rằng vụ án này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho ông đến tận bây giờ. Sau nhiều năm như vậy, bởi vì khi đó, khi nhìn qua tình trạng nạn nhân và chiếc xe, tưởng chừng như là một vụ tai nạn, nhưng không phải, rõ ràng là bị đánh. Ông còn suy nghĩ sao người này lại bị đánh đến mức bầm dập như vậy. Ông nói, thực sự khi đó tôi nhìn thấy là phần đầu, vai, cổ trên người đều tụ máu tím bầm. Có những vết rách da nhỏ, nhưng là dạng vết do dập nát tạo thành, chứ không phải do vật sắc như dao gây ra. Bên mặt trái xương gò má bị vỡ vụn, khiến gương mặt của nạn nhân biến dạng. Từ đầu đến chân đều bị đánh, thương tích rất nặng.
Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân cái chết của A Phúc là do sốc mất máu, do chấn thương và xuất huyết trong nội tạng. Giờ chúng ta cùng xem bản báo cáo lưu trữ vào năm 1996. Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng và quần vải màu xanh. Các vết bầm tụ trên cơ thể tạo thành những đốm xuất huyết đỏ nhạt. Các khớp xương khi đó đã có dấu hiệu cứng lại. Nạn nhân cao 1m7, đồng tử đã giãn hoàn toàn. Các xương sườn trước số 5, 6, 7 ở bên phải bị gãy xiên vào làm thủng phổi, xuất huyết nội tạng nghiêm trọng. Xương cẳng chân và xương cẳng tay cũng đều bị đánh gãy. Thương tích rất nghiêm trọng. Kết quả giám định pháp y cho thấy A Phúc bị người ta dùng gậy sắt đánh bị thương, sau đó xuất huyết nghiêm trọng dẫn tới tử vong ngay. Khi mổ pháp y, rất nhiều máu tụ lại trong ổ bụng và ngực nạn nhân. Lúc đó trong làng xảy ra một sự việc đánh chết người giữa đường. Cách thức ra tay manh động như thế này gây ảnh hưởng rất lớn tới tình trạng an ninh khu vực và làm mọi người lo sợ. Sự việc này xảy ra đối với gia đình nạn nhân giống như trời sụp xuống vậy, không thể chống đỡ nổi. Cô Lưu chỉ vào tấm ảnh gia đình và nói: "Tôi đẻ ba đứa sàn sàn nhau. Lúc đó con gái lớn của tôi 8 tuổi, Tiểu Lệ thì 5 tuổi và còn một đứa con trai nữa mới lên 3 tuổi. Chồng tôi bị người ta đánh chết, trụ cột kinh tế gia đình không còn. Một mình tôi xoay sở với ba đứa con, tôi không biết phải làm thế nào. Khi đó sinh hoạt phí cũng không có, ba mẹ con sống trong một căn nhà cũ, tường rào cũng chưa chát. Theo điều tra của cảnh sát năm đó, vị trí mà A Phúc nằm ở ven đường chỉ là hiện trường vứt xác. Sau khi lần theo dấu vết dọc đường và khoanh vùng các mâu thuẫn gần đây của nạn nhân, đã xác định hiện trường đầu tiên của vụ án là ở sân nhà của một người họ Tô cùng thôn. Gia đình nhà họ Tô này có 4 anh em trai. Tối hôm xảy ra sự việc, người con trai thứ 3 là Tô Hữu Tuyển và con trai thứ 4 là Tô Hữu Long ở nhà. Ngay sau đó, hai anh em Tô Hữu Tuyển và Tô Hữu Long bị xác định là nghi phạm. Tuy nhiên, hai người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vì lúc đó cũng chưa xác định được hai nghi phạm là bỏ trốn cùng nhau hay là bỏ trốn riêng lẻ. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, nếu là đồng phạm thì thường sẽ bỏ trốn cùng nhau để hỗ trợ nhau. Nếu có tách nhau ra để tránh bị chú ý thì cũng phải là sau một thời gian nữa. Nên tạm thời cảnh sát điều tra theo hướng hai anh em bỏ trốn cùng nhau để triển khai công tác truy bắt. Sau đó, cảnh sát huyện Hà Phú bắt đầu tìm từ nơi ở của họ hàng và bạn bè hai nghi phạm, rồi dần dần mở rộng phạm vi tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện được tung tích của hai anh em Tô Hữu Tuyền và Tô Hữu Long. Trong quá trình điều tra ở làng, cảnh sát nghe người dân nói hai anh em Tô Hữu Tuyền và Tô Hữu Long đều là người thật thà, hiền lành. Gọi là lành như đất luôn cũng được, vì họ thường chỉ lo làm ăn, không gây chuyện đánh nhau và cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân A Phúc cả. Chỉ là trước đó, anh cả của họ là Tô Hữu Lượng có tranh chấp về 300 tệ với nạn nhân A Phúc. Tuy nhiên, Tô Hữu Lượng đã có gia đình riêng, không sống chung ở nhà cũ với bố mẹ như hai anh em Tô Hữu Tuyền và Tô Hữu Long. Nhưng hiện trường đầu tiên là ở nhà họ Tô, thì tại sao tối hôm đó nạn nhân A Phúc lý do gì mà lại đến nhà của Tô Hữu Tuyền và Tô Hữu Long? Rồi thì xảy ra xung đột như thế nào mà đến mức lại bị đánh chết rồi mang ra đường vứt xác? Trong khi số nợ nần này không liên quan tới hai anh em Tô Hữu Tuyển và Tô Hữu Long, những chuyện nội tình thì bây giờ không ai rõ. Chỉ có khi nào bắt được nghi phạm thì mới có thể giải đáp được những thắc mắc đó. Và bất ngờ là vài ngày sau, Tô Hữu Tuyển, nghi phạm đã bỏ trốn, lại bất ngờ xuất hiện tại trụ sở cảnh sát Phúc Châu để đầu thú. Tức là đến đầu thú ở một trụ sở cảnh sát khác, chứ không phải là tại Hà Phú, nơi xảy ra vụ án. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nghe những gì mà Tô Hữu Tuyển khai báo. Tô Hữu Tuyển kể lại như sau: "Khi đó tôi đã trốn sang huyện khác, nhưng vụ án này nhiều người bàn tán quá. Đi đến đâu tôi cũng nghe người dân nói là các anh em họ hàng của tôi, cả các anh em con chú, con bác, họ là những người không liên quan nhưng đều bị đưa hết lên trụ sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Tôi biết tội của tôi gây ra, tôi không muốn liên lụy đến những người thân khác, nên nghĩ ngợi mấy hôm thì tôi quyết định đi đầu thú. Lúc đó tôi đang lẩn trốn ở Phúc Châu, nên tôi liền đi vào trụ sở cảnh sát Phúc Châu để khai nhận. Tôi biết gia đình nạn nhân rất đau khổ, tôi cũng hối hận lắm rồi." Vậy thì còn Tô Hữu Long đâu? Với câu hỏi này, Tô Hữu Tuyền trả lời là hai người không đi trốn cùng với nhau. Khi thấy đã lỡ tay đánh chết A Phúc thì Tô Hữu Long quá sợ hãi và bỏ chạy luôn khi đó. Bản thân Tô Hữu Tuyền cũng không biết em trai mình đã chạy đi đâu. Theo như mọi người trong làng kể lại, Tô Hữu Long là người hơi nhút nhát và ít nói. Khi gặp chuyện gì thì rất dễ hoảng sợ. Sau khi bỏ trốn khỏi làng, Tô Hữu Long không dám liên lạc với người nhà,
Có lẽ do sợ hãi khi phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, nên từ đó trốn đi biệt tích luôn. Vậy thì thảm kịch đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Theo lời khai của Tô Hữu Tuyển, khoảng 11 giờ đêm hôm xảy ra sự việc là đêm mùng 1 tháng 7. Khi đó Tô Hữu Tuyển và em trai Tô Hữu Long, hai thanh niên chưa vợ này rủ nhau đi hóng mát trên sân thượng. Khi đó từ nóc sân thượng nhìn xuống con đường, qua ánh sáng mờ mờ từ ánh đèn điện của các nhà gần đó, thì nhìn thấy A Phúc đang cầm trên tay một ống thép đi về phía nhà mình. Và hai người này lập tức nhận ra có lẽ A Phúc tới với ý định xấu. Vì ngay trước đó anh của họ là Tô Hữu Đệ và kể cả mẹ của họ cũng đã bị A Phúc đánh, và cũng đã ba lần A Phúc xông vào nhà họ để chửi bới rồi. Câu chuyện mâu thuẫn giữa A Phúc và anh cả nhà họ Tô là Tô Hữu Lượng thì đầu đuôi là như thế này. A Phúc làm nghề nuôi hào giống đã bị Tô Hữu Lượng lấy trộm khá nhiều. Sau khi phát hiện hào giống của mình bị lấy trộm, A Phúc đã hỏi thăm khắp nơi và biết được từ những người xung quanh. Họ nói nhìn thấy Tô Hữu Lượng là anh cả trong nhà họ Tô lấy đi và đã bán cho một người thương lái khác. Nghe xong thì A Phúc liền đi tìm Tô Hữu Lượng để nói chuyện phải trái. Tô Hữu Lượng cũng nhận sai, nói sẽ bồi thường cho A Phúc. Sau đó, dưới sự dàn xếp của trưởng thôn thì Tô Hữu Lượng đồng ý bồi thường cho A Phúc 900 tệ và đã đưa trước 600 tệ tiền bồi thường cho A Phúc. Còn 300 tệ thì nó hiện tại không có đủ tiền nên để viết giấy nợ rồi đưa cho A Phúc giữ. Nhưng mà sau 3 năm trôi qua, A Phúc vẫn không nhận được 300 tệ còn lại. Vì thế tới tháng 6 năm 1996, mâu thuẫn giữa A Phúc và Tô Hữu Lượng lại tiếp tục trở nên căng thẳng hơn. Kiểu như là tiền này không hẳn là tiền nợ, mà nó là tiền bồi thường do A Phúc bị mất trộm hào giống. Thời điểm những năm chín mấy của thế kỷ trước thì ai cũng khó khăn cả. Nhưng mà đã nợ tiền thì phải trả. Hơn nữa, đây không phải nợ thông thường, đây là một vụ trộm. Lúc đó hai bên xảy ra tranh cãi. Cho tới ngày 30 tháng 6 năm 1996, hai bên lại xảy ra xung đột lớn vì chuyện tiền bạc này. Khi đó Tô Hữu Lượng không những không trả tiền mà còn đánh A Phúc thương tích, phải khâu mấy mũi ở đầu. Sau đó, trưởng thôn lại một lần nữa đứng ra dàn xếp cho hai bên về vụ mâu thuẫn tiền nong này. Lúc đó trong thôn có trưởng thôn, bí thư, ngoài ra còn có mấy người làm văn thư gì đó. Cả trưởng thôn và 3-4 người khác trong nhóm đều có mặt để dàn xếp chuyện này. Tuy nhiên, khi dàn xếp xảy ra xung đột về thời gian trả nốt số nợ 300 tệ, Tô Hữu Lượng thì muốn khất nợ đến cuối năm. Nhưng A Phúc thì không chấp nhận cho nợ lâu như vậy và A Phúc đã bỏ ngang cuộc họp này đi về. Đến chiều tối ngày 1 tháng 7, A Phúc trong cơn tức giận lại tiếp tục lái xe máy đi tìm Tô Hữu Lượng để ăn thua đủ, nhưng mà không tìm thấy. Do không tìm thấy Lượng nên lúc đó A Phúc liền tìm đến nhà của mẹ Lượng. Trên đường đi thì gặp mẹ Lượng đang đi cùng người em trai thứ hai của Lượng là Tô Hữu Đệ. Lúc đó A Phúc trong tay đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng các hung khí rồi, chỉ thiếu mỗi hàng nóng thôi, chứ hàng nguội kiểu như là dao làm bếp, gậy, tiếp sắt đều có đủ. Khi nhìn thấy hai người thân của Lượng, để chút giận nên A Phúc đã cầm hung khí đánh dàn mặt khiến cả hai người này bị thương. Trong thôn buổi chiều hôm đó, lúc 6-7 giờ là đang tổ chức dàn xếp giữa A Phúc và Tô Hữu Lượng. Vậy mà đến hơn 8 giờ tối, tức là hơn 1 tiếng sau, thì A Phúc đã tìm đánh mẹ và người em trai của Lượng, là hai người vốn không hề liên quan tới sự việc này, đều phải đến trạm y tế thị trấn để điều trị. Việc này thì cả làng đều biết và bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, dường như cơn giận trong lòng A Phúc vẫn chưa nguôi ngoài, nên vài tiếng sau, khoảng 11 giờ đêm, sau khi dặn con gái Tiểu Lệ ở nhà ngủ sớm đi, thì A Phúc lại lấy xe máy xông vào nhà họ Tô một lần nữa. Đêm hôm đó thì mẹ và người anh trai thứ hai nhà họ Tô đều đang nằm điều trị ở trạm y tế. Lúc này trong nhà chỉ có hai anh em Tô Hữu Tuyền và Tô Hữu Long chưa ngủ được. Vừa đứng hóng gió ở trên sân thượng vừa nói chuyện thì lại nhìn thấy A Phúc cầm tiếp sắt đi tới. Lần này hai anh em Tô Hữu Long và Tô Hữu Tuyền lập tức chạy xuống bếp. Hữu Tuyền vừa vơ lấy một cái ống thép thì cũng vừa lúc A Phúc nhào tới cửa bếp. Hữu Long không có vũ khí nên bỏ chạy ra sân và A Phúc đuổi theo. Khi đó Tô Hữu Tuyền vụt với thêm một nhát trúng vai A Phúc. Ba người giằng co với nhau ở sân. Tô Hữu Tuyền sau khi đánh A Phúc vài nhát liền giật được tuýp sắt của A Phúc và ném cho em trai. Hữu Long và Hữu Tuyền cứ thế mỗi người cầm một ống thép đánh xuống. Cuối cùng A Phúc đã bị hai anh em nhà họ Tô đánh gục trong vũng máu. Vì Tô Hữu Long là người rất nhút nhát, từ bé tới lớn chỉ đi làm thuê làm mướn,
bị quỵt lương cũng chưa bao giờ dám gây gổ với người ta. Tính khí khác hẳn anh trai cả Tô Hữu Lượng trộm cắp quanh làng. Mọi người còn không tin là Tô Hữu Long có thể đánh chết người. Lúc này cảnh sát hỏi Tô Hữu Tuyền rằng đêm đó anh và Tô Hữu Long đánh A Phúc như thế nào. Tô Hữu Tuyền kể tiếp: cả hai chúng tôi đều đánh anh ấy, nhưng tôi là người đánh chính. Sau khi giật được tuyếp sắt của A Phúc thì tôi ném cho em trai tôi. Tình huống khi đó hỗn loạn lắm, trời còn tối nữa. Tôi chỉ nhớ được là hình như em trai tôi đánh vào chân anh ấy, vì em trai tôi đứng đằng sau lưng. Còn tôi thì đánh vào bụng và ngực A Phúc, vì tôi đứng đối mặt với anh ấy. Tóm lại là cả hai chúng tôi đều cầm tuyếp sắt đánh A Phúc, nhưng phần lớn là tôi đánh thôi. Vì lúc đó tôi rất tức giận do anh ấy đánh mẹ và anh Tô Hữu Đệ. Sau khi tôi đánh một hồi, thấy anh ấy nằm gục, tôi mới phát hiện ra A Phúc chết rồi. Khi đó chúng tôi sợ quá, biết là đã giận quá mất khôn, lỡ tay đánh chết người rồi, không biết phải làm sao, bèn mang thi thể của anh ấy ném xuống ven đường trong thôn. Sau đó tôi quay lại nhà, lấy xe máy của A Phúc đang dựng ở ngay ngoài rào tường nhà tôi. Tôi cũng mang tới ven đường rồi vứt cạnh thi thể. Khi tôi về nhà thì em trai tôi đã chạy mất rồi. Tôi chẳng biết nó trốn đi đâu. Nghĩ tới giết người phải đền mạng, tôi sợ quá, vừa lấy mấy bộ quần áo và ít tiền bỏ vào một chiếc túi. Cứ thế ngay đêm đó tôi chạy suốt đêm. Mệt thì đi bộ, không dám dừng lại nghỉ ngơi. Cứ lúc đi lúc chạy, cố gắng đi càng xa càng tốt. Sau khi Tô Hữu Tuyền đầu thú, viện kiểm sát đã xem xét các tình tiết. Đồng thời gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện dân sự kèm theo hình sự, yêu cầu Tô Hữu Tuyền bồi thường là 50.000 tệ. Số tiền này so với tỷ giá của đồng nhân dân tệ hiện tại là khoảng 175 triệu tiền Mỹ. Vào năm 1996 thì cũng tương đối lớn. Sau khi xem xét, Tòa án Nhân dân Hà Phố nhận định Tô Hữu Tuyền là có hành vi cố ý gây thương tích dẫn tới chết người. Tuy nhiên, xét thấy nạn nhân A Phúc cũng có một phần lỗi khi trước đó đã đánh mẹ và anh trai thứ hai của Tô Hữu Tuyền, rồi lại chủ động mang hung khí tới gia đình nhà họ Tô ngay trong đêm hôm đó để gây sự. Hơn nữa, Tô Hữu Tuyền đã ra đầu thú, vì thế tuyên phạt Tô Hữu Tuyền 8 năm tù giam. Ngoài ra, theo phán quyết của tòa án thì yêu cầu bồi thường thiệt hại kinh tế của gia đình nạn nhân là hợp lý. Nhưng khi đó Tô Hữu Tuyền không còn tài sản, nhà đất là của cha mẹ, chỉ đi làm được một thời gian, dành dụm được hơn 10.000 tệ là khoảng 35 triệu. Nên xử phạt Tô Hữu Tuyền bồi thường cho gia đình nạn nhân chi phí mai táng, đền bù thiệt hại lao động, hỗ trợ nuôi dưỡng ba con nhỏ của A Phúc, tổng cộng hơn 13.000 tệ là khoảng 45 triệu đồng. Năm 1996 thì 45 triệu cũng là số tiền bồi thường ở mức tương đối phổ biến trong các vụ án kiện tụng khi đó. Nhưng gia đình nạn nhân A Phúc không đồng ý với phán quyết này. Cô Lưu, vợ của nạn nhân A Phúc nói rằng Tô Hữu Tuyền chỉ bị kết án 8 năm là không hợp lý. Theo tôi hiểu trước giờ, giết người thì phải đền mạng đúng không? Thế này thì rõ ràng là không công bằng. Một người khỏe mạnh như chồng tôi tự dưng bị đánh chết, sao tôi lại không hận hắn cho được? Con gái của A Phúc cũng cho rằng nếu như anh em Tô Hữu Tuyền không đánh chết bố tôi thì gia đình chúng tôi đâu có mất đi lao động chính, đâu có phải sống khổ sở như thế này. Họ không chỉ cướp đi sinh mạng của bố tôi mà còn khiến cả gia đình tôi phải sống trong bất hạnh và khốn khó. Sau đó gia đình A Phúc đã kháng cáo, yêu cầu tăng mức án cho Tô Hữu Tuyền. Đến tháng 6 năm 1997, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Ninh Đức đã ra phán quyết bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Viện Kiểm sát Hà Phố trước đó là 8 năm tù. Bởi vì nạn nhân có một phần lỗi khi đánh bị thương hai người nhà của hung thủ, trong đó có một người già yếu. Đồng thời việc nửa đêm A Phúc mang hung khí đến nhà họ Tô, hành vi này một phần dẫn đến tình tiết tự vệ quá đà và cố ý gây thương tích của hai anh em họ Tô. Sau đó, Tô Hữu Tuyền bị đưa đến nhà tù để thi hành án tù giam, còn gia đình nạn nhân A Phúc thì sống trong khó khăn và oán hận. Cô Lưu kể lại, khi đó nhà không có tiền, họ hàng ai cũng đều khó khăn, không ai giúp được tôi. Con trai tôi hồi nhỏ còn không có sữa để uống, quần áo cũng không đủ ấm, phải xin quần áo cũ. Không có thức ăn, đến mức tôi thấy họ bóc lá già của bắp cải để cho gà ăn, tôi cũng xin về luộc cho ba đứa con cùng ăn. Tiểu Lệ cũng nói với phóng viên, tuổi thơ của ba chị em tôi vô cùng khổ cực. Chị gái tôi vào mùa đông còn phải cùng ông nội tôi đi thu hoạch rong biển. Bình thường những đứa trẻ tầm tuổi đó đáng lẽ còn nằm trong chăn ấm, không ai dậy từ 2-3 giờ sáng để ra biển thu hoạch rong biển cả. Nhưng chị gái tôi còn chưa được 10 tuổi thì đã phải làm đủ việc rồi. Đối với gia đình tôi, cả về kinh tế và tinh thần,
đều bị tổn thương rất lớn sau cái chết của bố. Năm 2004, Tô Hữu Thuyền mãn hạn tù nhưng không dám về nhà, chọn cách đi làm ăn xa trong suốt 6 năm sau. Đến cuối năm 2010, chờ mọi chuyện nguôi nguôi thì Tô Hữu Thuyền mới dám quay về thôn. Ngôi nhà xưa đã đổ nát hoang tàn, anh cả đã mất rồi, anh thứ hai bị bệnh cũng mất được 5 năm rồi, bố mẹ cũng không còn ai. Lúc này là đã hơn chục năm sau khi vụ án mạng xảy ra. Nhà cửa đổ nát, quạnh quẽ hoang tàn, cỏ dại mọc tùm trong sân. Tô Hữu Thuyền bỏ làng đi nhiều năm mới trở về, còn Tô Hữu Long thì vẫn trốn truy nã biệt tích. Cảnh nhà rất thê thảm của Tô Hữu Thuyền khi đó và đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn chưa thể xóa đi nỗi oán hận trong lòng gia đình nạn nhân. Đặc biệt là việc Tô Hữu Long vẫn chưa bị bắt, điều này càng khiến họ khó có thể nguôi ngoai. Việc bắt giữ Tô Hữu Long cũng trở thành mục tiêu của nhiều thế hệ cảnh sát hình sự huyện Hà Phố. Nhưng Tô Hữu Long rốt cuộc đã lẩn trốn ở đâu? Phải làm cách nào mới có thể tìm thấy hắn ta? Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã 27 năm kể từ khi vụ án mạng xảy ra. Cảnh sát huyện Hà Phố chưa bao giờ ngưng việc truy tìm Tô Hữu Long. Một cảnh sát kể lại, tôi đến đội cảnh sát hình sự nhận chức phó đội trưởng vào năm 2021. Lúc đó khi xem xét lại các vụ án trong hồ sơ, tôi đã thấy vụ án năm 1996 này. Lúc xảy ra vụ án là tôi còn đang học lớp 11. Vì nhà tôi ở thôn bên nên tôi cũng biết nó khá rõ. Sau này bản thân tôi lại được trực tiếp xử lý hồ sơ vụ án này. Nhiều năm qua, hễ có tin tức gì hoặc chỉ cần nhắc đến người nào có cái tên gần giống Tô Hữu Long thì cảnh sát Hà Phố đều tới điều tra. Tuy nhiên, Tô Hữu Long giống như bốc hơi trong biển người ngoài kia. Đã nhiều năm trôi qua, cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ manh mối nào thực sự có giá trị. Sau khi rà soát danh sách những người thân, bạn bè của Tô Hữu Long, cảnh sát lấy được hồ sơ viễn thông của từng người, tìm được lịch sử cuộc gọi những năm qua. Họ đặc biệt lưu tâm tới các thời điểm quan trọng như 3 ngày lễ lớn là Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Tết Đoan Ngọ và chú ý cả sinh nhật, bao gồm cả những ngày lễ âm lịch và dương lịch. Thêm nữa, cảnh sát cho rằng Tô Hữu Long nếu như có gọi về thì cũng sẽ không dám liên lạc quá thường xuyên với người thân, bạn bè, nên họ đặc biệt để ý tới những cuộc gọi không thường xuyên, lâu lâu mới liên lạc một lần. Nhưng sau khi kiểm tra từng số điện thoại một, vẫn không thấy. Dường như Tô Hữu Long không hề liên lạc với gia đình và bạn bè. Cảnh sát xã, rồi cả đội cảnh sát hình sự, tổ chuyên án, rồi thêm cảnh sát huyện cũng đã nhiều lần đến hỏi Tô Hữu Tuyền rằng em trai của anh đang ở đâu. Tô Hữu Tuyền trả lời, tôi nói thật là tôi không biết. Các anh cứ bảo tôi nói em trai tôi ra đầu thú, nhưng giờ tôi còn không biết nó ở đâu thì tôi tìm nó kiểu gì được. Không có số điện thoại, không có gì cả. Cứ thế năm này qua năm khác, những cảnh sát phụ trách công tác rà soát các vụ án mạng vẫn không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Đến tháng 10 năm 2023, thông qua hệ thống truy vấn thông tin nội bộ, cảnh sát đã chú ý đến một người đàn ông họ La. Hồ sơ cho thấy, tháng 7 năm 2023, người đàn ông họ La đã đến đồn cảnh sát địa phương để làm lại chứng minh nhân dân. Khi xem xét các tư liệu liên quan, cảnh sát đã chú ý đến một chi tiết bất thường. So sánh bức ảnh ban đầu trên chứng minh nhân dân cũ của anh ta và hình ảnh hiện tại để đăng ký mới có sự khác biệt. Nói cách khác, ảnh trên chứng minh thư cũ của anh La không phải là anh ấy. Sau đó cảnh sát đã tìm hiểu về thông tin của anh La. Họ thấy có khả năng là do anh La lúc đó không sinh sống ở Trường Lạc, Phúc Châu mà sống ở nước ngoài khá lâu, không sử dụng thông tin cá nhân, nên anh ta đã bị người khác giả mạo danh tính. Sau khi xác minh thêm, cảnh sát phát hiện chứng minh thư cũ của anh La được làm vào năm 2005 và có hai lần sử dụng làm thủ tục hành chính. Một lần là sử dụng để đăng ký kết hôn ở Trường Lạc, Phúc Châu và một lần là sử dụng dùng để làm giấy khai sinh cho con. Ngoài ra thì không còn lần sử dụng nào khác. Vậy thì ai là người đã mạo danh chứng minh thư cũ của anh La? Dựa vào các thông tin liên quan đến chứng minh thư này, cảnh sát đã phát hiện ra một người đàn ông khả nghi. Người đàn ông này sinh sống ở khu vực Trường Lạc, thành phố Phúc Châu. Tuổi ngoài 40, thuộc thế hệ 7X. Anh ta cư trú lâu dài ở Trường Lạc hơn 20 năm rồi cưới vợ ở đó, sinh được hai đứa con. Anh ta làm nghề đi biển và làm một số công việc trong các nhà máy gần đó. Từ ảnh của người đàn ông trên cơ sở dữ liệu, cảnh sát so sánh kết quả thấy rất giống với Tô Hữu Long năm xưa. Họ đã mang tấm ảnh đưa cho những cảnh sát trong thôn đã từng quen biết Tô Hữu Long và cả những người trong thôn nhận dạng. Kết quả về cơ bản đã xác định là hắn ta. Lúc đó, cảnh sát đã khá chắc chắn người mạo danh anh La là Tô Hữu Long.
Ngay lập tức, cảnh sát đã lái xe đến Trường Lạc, Phúc Châu. Họ tìm được người đàn ông khả nghi đó, trực tiếp hỏi anh ta có phải là Tô Hữu Long không. Lúc đó anh ta bình tĩnh nói, các anh đã xác định được thân phận của tôi rồi, thì còn hỏi tôi làm gì nữa. Sau khi xác định người đàn ông mạo danh anh là chính là Tô Hữu Long đã trốn truy nã nhiều năm, hắn ta được áp giải trở về Hà Phố. Hắn nói nếu có thể làm lại, hắn ta nhất định sẽ không đánh người, càng sẽ không bỏ trốn. Tô Hữu Long nói với cảnh sát như sau, tôi thực sự rất hối hận. Sau này trong lòng tôi luôn nghĩ rằng nếu được quay lại thời điểm đó, thà rằng bản thân tôi bị A Phúc đánh chết thì tôi cũng sẽ không hại anh ấy, không làm khổ cả gia đình tôi lẫn gia đình anh ấy như vậy. Bản thân tôi chết cũng không sao. Nếu tôi chết rồi, cả nhà cũng có thể yên tâm mà sống. Ít nhất là gia đình tôi những năm qua sẽ không phải chịu điều tiếng khổ sở như vậy. Tô Hữu Long khai thêm, tối hôm xảy ra sự việc, thấy A Phúc cầm tuyếp sắt đến nhà gây sự, tôi và anh trai tôi là Tô Hữu Tuyền đều rất sợ hãi. Lúc đó chúng tôi vội vàng chạy xuống tìm cách tự vệ. Khi chúng tôi xuống tới bếp thì A Phúc đã đá cửa xông vào nhà. Tôi bỏ chạy. Tôi chạy trước, anh ta đuổi theo phía sau. Khi đó có lẽ anh trai tôi sợ tôi bị A Phúc đánh chết mất nên cầm theo một ống sắt đuổi theo ra ngoài sân. Hai người giằng co qua lại một hồi, liền giật được tuyếp sắt của A Phúc. Hai bên bắt đầu đánh nhau. Cả tôi và anh tôi cùng đánh A Phúc. Tô Hữu Long thở dài nói sau khi sự việc xảy ra. Tô Hữu Tuyền thấy A Phúc đã chết, ngồi sụp xuống đất, vò đầu bứt tai và nói là bây giờ hay là mình ra đầu thú. Nghe anh trai nói thế, nhưng bản thân Tô Hữu Long lại không dám, sợ rằng cả hai đều sẽ bị kết án tử hình. Vì thế, sau khi cùng anh trai mang vứt thi thể A Phúc ra ven đường, thì Tô Hữu Long đã vội vã bỏ trốn trước, còn anh trai mang nốt xe máy A Phúc đi phi tang. Vậy mà cứ thế đã bỏ trốn tới 27 năm. Tô Hữu Long nói, trong những năm bỏ trốn, anh ta đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở dày vò hàng ngày, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tô Hữu Long nói, đây là cái tội mà tôi đáng phải chịu, nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất là tai họa mà chúng tôi gây ra đã gieo thù hận giữa hai gia đình và làm liên lụy đến rất nhiều người khác. Bố mẹ tôi mất rồi mà còn không dám chôn cất trong thôn, phải tìm một nơi thật xa. Vì người nhà A Phúc ngày nào cũng đến gây chuyện, gia đình tôi sợ họ sẽ phá mộ nên không dám chôn cất gần. Tô Hữu Tuyền cũng kể lại, trong những năm mà tôi đi tù thì bố của A Phúc ngày nào cũng đến nhà chú ruột tôi để gây hấn chửi bới vì tôi và em trai tôi đã lỡ tay đánh chết con trai ông ta. Chú tôi bây giờ cũng mất được 4-5 năm rồi. Rất nhiều gia đình khác trong họ Tô cũng bị ảnh hưởng, kể cả như con trai của chú ruột tôi, tức là em họ của tôi. Em ấy đã bỏ đi làm ăn xa từ rất nhiều năm, cũng không được yên khi về làng. Nhưng em họ của tôi thì có liên quan gì đến vụ án này đâu chứ? Rõ ràng là không. Nhưng nếu nó cứ về thôn, dù là dịp lễ Tết cũng bị bố A Phúc cứ gặp đâu là chửi đó và có lần đuổi đánh ngay cả mùng một Tết. Tô Hữu Long cũng nói, bố của A Phúc cũng không cho người thân tôi sống yên ổn trong thôn. Tôi biết ông ta mất con trai, đau thương quá mà sinh uất hận. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Anh trai tôi cũng đã đi tù rồi, tiền thì cũng đã đền rồi. Muốn đánh muốn chửi cũng tìm đúng người chứ. Tại sao lại đối xử với họ hàng của tôi như vậy? Không ai được yên ổn cả. Năm đó, sau khi sự việc xảy ra, gia đình A Phúc trong cơn tức giận đã đến cướp phá tài sản trong nhà của Tô Hữu Tuyền, Tô Hữu Lượng và Tô Hữu Đệ. Lúc đó, tài sản trong nhà có hơn 20 con cừu, lợn có 2 con, một con hơn 100 kg, một con hơn 50 kg, rong biển cả 100 gánh. Bãi nuôi trồng rong biển bấy giờ cho người ta thuê cũng khá nhiều tiền, khi đó đều bị nhà A Phúc lấy đi hết. Nhưng bản thân gia đình họ Tô biết con họ gây ra tội lớn nên âm thầm chịu đựng, không kiện cáo nữa. Vụ án này xảy ra không chỉ khiến nạn nhân mất đi mạng sống mà còn hủy hoại cuộc sống yên bình của nhiều gia đình ở thôn Vi Giang. Vậy còn quá trình bỏ trốn của Tô Hữu Long như thế nào? Năm đó, khi chạy trốn đến Phúc Châu và ở lại khu vực Trường Lạc, thấy người ta nhặt ve chai, nhặt rác, hắn cũng liền đi cùng với họ. Rồi cứ thế, giống như một người vô gia cư đi lang bạt, nhặt cả đồ ăn người ta bỏ đi. Rồi sau đó thì Tô Hữu Long trông coi tàu thuyền và đi biển, cũng kiếm được 100-200 tệ một ngày, ăn ngủ luôn trên tàu, cứ thế trốn trên tàu đến mấy năm. Trong một lần tình cờ, Tô Hữu Long biết được là anh La ở địa phương mình đang sống, anh ấy đã ở nước ngoài định cư nên không làm chứng minh thư. Sau đó Tô Hữu Long liền tìm cách mạo danh anh La để làm chứng minh thư. Sau khi làm xong chứng minh thư thì Tô Hữu Long làm trên tàu chừng 1-2 năm nữa rồi cũng bỏ công việc đó.
Bỏ ngang chính là vì sợ lộ thân phận. Khi đó là có một người mới đến cũng làm trên tàu, hỏi Tô Hữu Long tên gì. Tô Hữu Long liền dùng danh tính anh là. Sau khi nói chuyện một hồi thì Tô Hữu Long lại phát hiện ra người đồng nghiệp mới này cũng ở gần thôn Trường Lạc, Phúc Châu, rất gần chỗ anh La từng sinh sống trước khi ra nước ngoài. Sợ ông ta phát hiện ra bản thân đang sử dụng danh tính giả của anh La, nên Tô Hữu Long đã vội vàng bỏ việc, không dám ở lại đó nữa. Tô Hữu Long nói sau đó anh ta lại chạy đến một thôn khác làm việc chăm chỉ, nên một người dân trong thôn nhận làm con rể. Vậy là Tô Hữu Long sau nhiều năm bỏ trốn cuối cùng cũng đã có một mái ấm. Nhưng điều này vẫn không thể xóa bỏ sự dày vò và bất an trong lòng anh ta. Tô Hữu Long nói, ở nhà vợ, tôi vẫn luôn khổ tâm như vậy, cái gì cũng sợ. Hễ tôi tan làm là về nhà ngay, tôi chưa bao giờ dám ra ngoài chơi. Ngay cả quán mặt trược ở đầu ngõ, tôi cũng chưa bao giờ vào. Tô Hữu Long nói, nhiều năm qua, anh ta sống trong nỗi dằn vặt, vô cùng khổ sở. Kể cả với những người thân thiết nhất, anh ta cũng không dám nói thật danh tính của mình. Dù với người vợ đã chung sống nhiều năm như vậy rồi, có với nhau hai đứa con, nhưng họ chỉ biết họ tên của anh ta như trong chứng minh nhân dân giả mạo. Hai đứa con cũng được khai sinh theo họ là. Tô Hữu Long nói, khi cảnh sát tìm đến thì anh đã biết đến lúc phải trả nợ rồi. Nhưng trong lòng anh ta lại đang mang một gánh nặng khác. Đó là trước đây kinh tế gia đình chủ yếu là dựa vào việc anh ta đi làm thuê. Bây giờ anh ta bị bắt thế này, cuộc sống của vợ và hai đứa con nhỏ sẽ khó mà đảm bảo được. Tô Hữu Long nói, tôi có lỗi với các con tôi. Vợ tôi bị tôi lừa dối, cô ấy là người hiền lành. Bây giờ tôi rơi vào tình huống này, cũng hiểu được sự khó khăn của gia đình A Phúc khi mất đi lao động chính. Do thời điểm bắt giữ Tô Hữu Long thì gần đây quá, là ngay cuối năm 2023. Đến giờ mới có mấy tháng thôi, nên Duy chưa tìm được thông tin xét xử và tuyên án. Nhưng theo Duy nghĩ, có lẽ là cũng không tuyên án tử hình đâu, bởi vì tình tiết xét xử sẽ giống với trường hợp của anh trai Tô Hữu Tuyển. Nhưng có lẽ là do không có tình tiết đầu thú như Tô Hữu Tuyển mà trốn chạy nhiều năm thì có thể sẽ bị xử nặng hơn một chút. Nhưng đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của Duy thôi nhé. Trong vụ án này, bắt đầu từ hành vi sai trái của anh trai cả nhà họ Tô, dẫn đến hai bên mâu thuẫn vì số tiền 300 tệ, nó khoảng 1 triệu tiền Mình, và cuối cùng lại diễn biến thành một vụ án mạng gây tổn hại nghiêm trọng cho hai bên liên quan và cả gia đình của họ. Số phận của nhiều người đã bị thay đổi hoàn toàn sau cuộc xung đột đó. Nó là một vụ án điển hình về việc chuyển từ mâu thuẫn dân sự sang án hình sự, và hơn nữa còn là vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến tính mạng con người. Thực ra nó cũng là điển hình của việc tranh chấp lặt vặt trong những mối quan hệ hàng ngày, rồi sau đó qua nhiều tình huống tiếp theo, dẫn tới nó bị phóng đại trở nên cực đoan. Tranh chấp với hàng xóm là một loại mâu thuẫn khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Vì khoảng cách về không gian tiếp xúc giữa người hàng xóm khá gần, nên sẽ có sự liên hệ mật thiết và đôi khi không tránh khỏi xung đột. Và quan trọng là làm thế nào để tránh những mâu thuẫn xung đột này. Có thể mâu thuẫn bắt đầu từ những việc nhỏ như gây mất vệ sinh trong khu vực, vứt rác bừa bãi, hoặc là gây tiếng ồn, để xe ngáng lối, lấn chiếm vỉa hè, vân vân. Nói chung là rất nhiều tình huống, trường hợp, những thứ do va chạm hàng ngày. Nó nhỏ thôi, nhưng tích tụ dần và liên tục nhiều lần như vậy, dẫn tới bùng phát thành mâu thuẫn. Hoặc lớn lao hơn một chút, ví dụ như tranh chấp đất đai ở những vị trí giáp ranh giữa hai nhà. Trong mọi tình huống cần bình tĩnh, tức là trước tiên phải thông qua hòa giải dân sự để hóa giải mâu thuẫn, chứ không được giải quyết theo cách bạo lực. Những người quản lý trong khu vực cũng phải có trách nhiệm tổ chức hòa giải, vì trong quá trình hòa giải của tổ trưởng hoặc trưởng thôn sẽ khuyến khích hai bên giao tiếp, thương lượng và trình bày đầy đủ ý kiến cá nhân của mình. Tất nhiên trong quá trình này, những người có thẩm quyền phải chú ý đến tính hiệu quả của kết quả hòa giải, xem có đạt được mục đích hòa giải hay không, phải giải quyết trên nguyên tắc tự nguyện và công bằng để tránh gây tác dụng ngược, khiến xung đột lớn hơn. Trong quá trình thực hiện hòa giải tranh chấp, phải kịp thời quan tâm đến sự thay đổi mâu thuẫn giữa các bên, để có thể đưa ra các đối sách, biện pháp tương ứng để ngăn chặn việc các vụ án dân sự chuyển thành vụ án hình sự. Với vụ án này, 300 tệ, một mạng người, hai người tù tội, các gia đình liên quan đều đau khổ. Một vụ án cho thấy, mọi mâu thuẫn nếu không giữ được bình tĩnh mà giải quyết bằng bạo lực, nó sẽ dẫn tới những bi kịch khủng khiếp như trong vụ án này. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần.
Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.